châu. Chết cha của trong. Và kính thưa quý vị, hôm nay Văn Sơn rất vinh hạnh được gặp mặt quý vị ở đây để giới thiệu đến quý vị một tiết mục mà quý vị đang mong đợi. Kính thưa quý vị, trong khi quý vị chờ đợi dòng cái ngôi vương miện của áo dài Hoa hậu Úc Châu ngày hôm nay, thì Văn Sơn xin được phép giới thiệu đến quý vị dòng chung kết của một cuộc thi Hoa hậu áo dài được mệnh danh là cuộc thi Hoa hậu Ba Miền. Kính thưa quý vị, cuộc thi Hoa hậu Ba Miền này quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, rất là thích thú, bởi vì đây là lần đầu tiên mà các người đẹp nhất của ba miền Nam, Trung và Bắc cùng ganh đua tài sắc với nhau. Kính thưa quý vị, trước tiên Văn Sơn xin được phép và tháo mắt kiến ra, tối tôi không thấy đường. Và kính thưa quý vị, trước tiên Văn Sơn xin được phép giới thiệu đến quý vị cô Hoa hậu đại diện cho miền Bắc, cô được mang tên Vũ Thị Mông Nhũ. Dạ không phải, dạ cô được mang tên Vũ Thị Mộng Như. Mộng Như mà không bỏ dấu độc lộn là Mông Nhũ. Dạ một tràng pháo tay mời cô Vũ Thị Mộng Như. Kính thưa quý vị, và kính thưa quý vị, cô Vũ Thị Mộng Như cao 1m75, dòng ngực 105cm, đừng ưỡn ra nhọn quắc à mẹ ơi, dòng ngực 105cm, dòng eo 55cm và dòng mông 35cm. Ủa sao từ trên xuống dưới thành hình chữ V vậy? Cái mông mẹ này hơi bị mỏng nha. Mà không sao. Kính thưa quý vị, cô Vũ Thị Mộng Như vừa tốt nghiệp mẫu giáo trường làng. Cô rất là yêu thích thể thao, nhất là hai bộ môn đô vật và boxing. Đứng gần mẹ này hơi bầm mặt, xích ra chút chắc ăn. Kính thưa quý vị, đầu tiên Văn Sơn xin được phép mời cô thí sinh Hoa hậu đại diện cho miền Bắc gửi một lời chào thân ái đến tất cả quý vị ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Dạ em xin kính chào toàn thể ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả thân mến ạ. Kính thưa quý vị, để bắt đầu bước vào cuộc thi, Văn Sơn xin được phép đọc câu hỏi thứ nhất mà ban tổ chức đã dành cho cô. Xin cô cho biết nhờ vào bí quyết nào mà cô có thể giữ một thân hình thon gọn và đẹp đẽ như thế này? Dạ kính thưa anh, dạ kính thưa quý vị khán giả và toàn thể ban giám khảo. Thật sự ra thì trước kia gia đình em ở nhà quê, từ thời nhỏ em đã không đủ ăn, nó suy dinh dưỡng, nó thế này chứ có bí quyết mẹ gì đâu. Cảm ơn câu trả lời rất là thành thật của cô. Nhưng mà Văn Sơn có một cái thắc mắc là nếu như mà suy dinh dưỡng thì phải suy dinh dưỡng toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới, chứ tại sao cái phần dưới nó suy dinh dưỡng mà phần trên nó nhiều sinh tố quá vậy? Cái này là cô có đi review lại chưa? Dạ thưa anh, em chả hiểu cái chữ review là cái bố gì cả. Nhưng mà em hiểu ngầm là anh đã bảo là em có sửa chứ đấy phải không ạ? Dạ kính thưa anh, đi thi Hoa hậu không ai cho sửa cả. Nhưng mà nếu mà ít hôm nữa thi xong thì có nhé em sửa thật đấy ạ. Nhưng mà em thưa với anh như thế này này, nhờ mà cái phần trên mà nó đầy đủ sinh tố như thế này là tại vì em đã thưa với anh rồi, gia đình em ở nhà quê cơ mà. Thành thử gia đình em làm ruộng đấy, trồng rau, thế là mỗi ngày em phải ra đồng, em giật gào sòng một ngày 8 tiếng thế này này. Thế giật mãi là tự động phần trên nó nở ra và phần dưới nó teo lại. Đây là một kinh nghiệm quý báu cho quý vị, chị em phụ nữ.
Nếu người nào muốn phần trên đầy đủ sinh tố về Việt Nam giật gào sòng. Kính thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp dành cho cô thí sinh Hoa hậu là nếu như bây giờ xin cô hãy kể một cái kỷ niệm vui buồn nào đó mà trong cuộc thi Hoa hậu cô đã trải qua từ những vòng sơ kết, những vòng loại và vào đến vòng chung kết ngày hôm nay. Dạ kính thưa anh, dạ kính thưa ban giám khảo, thật sự kỷ niệm vui thì không có mà kỷ niệm buồn nhiều lắm cơ. Bởi vì mình phải tranh cả trăm đứa cơ ạ. Nhưng mà thế là em là em còn hên đấy, nhưng mà có nhiều kỷ niệm lắm. Em kể cho anh nghe là như thế này. Trước khi em đi đăng ký thi cuộc thi Hoa hậu này thì các bạn em đã bảo là lần này thi Hoa hậu áo dài nhá, mày phải chấm một cái áo dài đẹp vào. Thế là em ngờ lời chúng nó, em vác tiền ra ngoài chợ, em mua một sấp vải xoa pháp, em may cái áo thật đẹp. Thế sau khi là em chuẩn bị đi ra trình diễn thì tất cả các cô thí sinh kia ra trình diễn trước em, rồi đến lượt em ra, anh biết sao không? Tự dưng cả rạp đứng lên vỗ tay hoan hô như sấm dậy mè, nội hứng quá, em quay 8-9 vòng trên sân khấu này. Em quay thế xong em đi vào lại có một anh khán giả, anh đi vào theo em. Thế mới hỏi là anh ơi, có phải khán giả thấy em đẹp và ủng hộ em dữ thế không? Anh ấy bảo là khán giả thấy cô đẹp thì cũng có đẹp thật, nhưng mà khán giả cười cô là tại sao cô, khán giả thắc mắc là tại sao cô mặc áo dài mà cô không mặc quần. Anh ơi lúc đấy em ngượng chín cả người anh ạ. Giá mà nó có cái lỗ thì em trôi mẹ nó xuống. Nhưng mà tại sao kỳ vậy? Thi Hoa hậu mặc áo dài, mà cái áo dài so pháp nó mỏng lắm. Cô ra cô hứng cô quay 7-8 vòng rồi tạo và nó tung lên gì ta thấy hết trơn hết trọi rồi sao? Dạ chả có gì để thấy cả. Ủa cô không có gì trơn hả? Dạ không, anh hiểu nhầm ý em rồi, bảo là thế này này, bạn em đã bảo may áo dài chứ nó quên dặn may quần dài, thế là em chơi ngay cái váy vào. Đấy, chứ có chứ sao không có, không có ít lại có nhiều chứ lị. Thì ra là cô mặc áo dài mà cô không mặc quần dài mà cô mặc cái váy, thành ra khán giả thấy ngộ quá, ta vỗ tay ta quan nghênh cô. Dạ. Rất là hay. Kính thưa cô, bây giờ là một cái tiết mục thi cuối cùng của cô, là cô hãy tự chọn một cái năng khiếu đặc biệt của mình. Cô có thể ca, cô hát hay là cô nhảy múa cái gì đó để mà trình diễn cho ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả ở đây chấm điểm cho cô. Dạ thưa anh, để thi phần năng khiếu của em xin hát anh ạ. Cô hát, dạ, bài vâng. Hát gì thưa cô? Em xin hát một làn điệu dân ca của Bắc Bộ, đấy là hát Ả Đào. Kính thưa quý vị, hát Ả Đào là một bộ môn ca nhạc cổ truyền tại miền Bắc của chúng ta rất là lâu rồi, thành ra ấy quý vị ít có dịp nào được nghe lắm, cho nên đây là một trong những lần đầu tiên mà một số quý vị đây có thể nghe bài hát dân ca miền Bắc với thể điệu Ả Đào. Mời quý vị thưởng thức bài hát Ả Đào với bài hát được mang tên Dạ Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Dạ Hồng Hồng Tuyết Tuyết, vỗ tay ủng hộ quý vị. Cảm ơn quý vị. Xin ban nhạc thầy cho em vài nốt nào. Mấy anh ơi, cái nhạc này nó tân quá, em hát không được. Em chơi toàn là đàn cổ thôi. Nhưng mà thế không có thì em hát đại thế. Bây giờ em xin trình bày làn điệu Ả Đào được mang tên là Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Ê... năm năm ý, thăm thoát có già gì khi em ngoảnh mặt lại thì ôi giời ơi đã tới kỳ sánh đẻ. Chết anh ơi, không không này em quên, em phang đại vào cho em thi lại đi, run quá mà. À, không được, thi thì mỗi người chỉ thi được có một lần thôi. À, nếu mà cô hát gì thôi, bây giờ mời quý vị cho cô này tràng pháo tay tiễn biệt cô đi vô. Thì cảm ơn anh ạ, em vào nha, xin lỗi. Đã không quý vị? Đã không quý vị? Chưa đã hả? Coi tôi đỡ đi.
có anh này anh la đã. Anh ơi, anh làm ơn cho anh hỏi thăm anh thấy cô này có được không anh? Được quá đi nhá. Anh cho anh hỏi thăm là anh coi được mà coi được chỗ nào vậy? Được cái giọng hồng hồng tiết tiết của cô ấy. Anh sáng mắt thiệt. Anh chấm cái giọng là rất là hay. Chứ cái bà này á, mà người nào mà chấm á, bảo đảm quý vị á, bà này đi thi mẫu hậu còn rớt nữa. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị tạm quên cô Hoa hậu miền Bắc chút xíu, để Vân Sơn sẽ được phép giới thiệu đến quý vị cô thí sinh Hoa hậu đến từ miền Nam. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị cô thí sinh Hoa hậu đại diện cho miền Nam. Năm nay cô vừa tròn 19 tuổi. Trước khi mời cô bước ra sân khấu, chúng tôi xin được sơ lược về tiểu sử và thành tích của cô. Kính thưa quý vị, cô là một người con gái duy nhất trong một gia đình dương giả tại đất mũi Nam Căn, Cà Mau. Đời ông cố nội của cô thì gia đình của cô còn rất là nghèo khó, cho nên ông cố nội của cô phải đi ở đợ cho thiên hạ. Đến đời ông nội của cô thì ông đã cố công phấn đấu không ngừng, cho nên ông nội của cô không còn đi ở đợ nữa mà đã đi làm đàng hoàng, tuy là làm mướn. Phấn đấu ghê. Rút kinh nghiệm từ hai đời qua, đến đời cha của cô thì ông đã cố công dùi mài kinh sử, ăn học đến nơi đến chốn, cho nên cha của cô đã ngôi lên được chức thầy. Mọi người ở Cà Mau thời bấy giờ vẫn thường gọi ông là thầy tớ. Kính thưa quý vị, ngay từ thuở nhỏ cô đã nổi tiếng là một đứa trẻ gan dạ. Năm cô mới vừa tròn 1 tuổi, bước đi chưa được vững mà mỗi khi có anh trai làng nào đến gần đều bị cô nắm quần kéo xuống. Đến năm 3 tuổi, cô đã có thể tự đi cầu cá dầu một mình mà không cần người dắt. Và đến năm 5 tuổi, cô đã giành chức vô địch xã trong một cuộc thi bắt ba khía. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị một tràng pháo tay đặc biệt để mời cô thí sinh Hoa hậu đại diện cho miền Nam, cô được mang tên Lê Thị Ngọc Hạnh. Đang thi. Mấy con này mệt ghê à, nhắc hoài à. Đang thi, đứng khép nép lại chút xíu. Đầu tiên mời cô gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Dạ, trước tiên em xin kính chào quý vị khán giả và toàn thể ban giám khảo. Kính thưa cô, bây giờ là câu hỏi đầu tiên của ban tổ chức dành cho cô. Xin cô cho biết động lực nào đã thúc đẩy cô tham gia vào cuộc thi Hoa hậu ngày hôm nay? Dạ kính thưa anh, dạ kính thưa quý vị, thiệt sự ra không có động lực nào thúc đẩy em đi thi Hoa hậu hết trơn hết trọi á. Bị gì trong xóm em á, mấy cái thằng mà cùng trang lứa của em này nó cứ chê em xấu hoài, em đi thi cho nó biết mặt thôi à. Bị người ta chê xấu còn dám đi thi. Vậy là đợt này thế nào cô cũng lấy được giải à? Ủa vậy hả anh, giải gì vậy? Giải Hoa hậu can đảm á. Nó giỡn với cô đẹp lắm, tôi nhìn cô tôi kết quá trời. Dạ kết cho đem về bỏ tủ có phê chân chơi chứ không làm gì được đâu. À, cảm ơn cô đã báo động cho tôi biết trước. Câu hỏi thứ hai là xin cô cho biết cô sẽ làm gì nếu cô được trúng tuyển. Trời ơi anh ơi, mệt tí mồ đi thi chơi thôi chứ sợ trúng tuyển lắm. Đi thi Hoa hậu thì người nào cũng muốn được trúng tuyển, chứ tại sao cô lại sợ trúng tuyển là sao? Không phải, bị gì nè, anh không biết á, thằng em năm ngoái nó trúng tuyển cả nhà lo chạy thấy mẹ luôn mà. Cô trúng tuyển gì mà lo chạy dữ vậy cô? Nó trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trời ơi, bởi vì giờ em nghe cái chữ trúng tuyển em nổi da gà. Hạng quản qua Campuchia nó bắn lòi phèo à.
Thấy chưa, đồng ý thấy không, khán giả đồng ý thấy không, cảm ơn. Nhẹ nhẹ, nó ra mạnh quá gì nó văng đùng tùng ra ngoài tùm lum bây giờ. Đâu có, trước khi đi vàng kỹ lắm rồi. Trời mẹ, đường quê nhà em mà đạp xe đạp lên đây nó văng còn hơn dày nữa à. À, đứng yên lại chút xíu đi, ban giám khảo đang chấm điểm cho cô kìa. Ủa vậy hả? Hello, đó. Hello. Em học tiếng Anh á. Em chơi tiếng nước ngoài bị gì bây giờ nước ngoài nó vô Việt Nam đầu tư đứa đứa kiếm vài chữ chơi mà. Hello, hello. Học lâu chưa cô? Dạ em học 8 tháng rồi. Trời ơi, 8 tháng mà nói tiếng Anh nghe xì tu mịch dễ sợ. Sao kỳ vậy trời. Hỏi gì hỏi nữa đi. Cô ơi, câu hỏi kế tiếp dành cho cô là xin cô cho biết, câu hỏi này hơi khó hỏi chút xíu nhưng mà tại vì ban tổ chức đặt ra thì tôi phải hỏi cho cô. Xin cô cho biết là cô đã có người yêu chưa? Trời ơi, hú hồn. Rớt cái nón mà tôi tưởng rớt cái kia. Trời ơi, anh ơi, nhìn cái mặt non chợt vậy hỏi có người yêu chưa? Ủa vậy là chưa có ha? Mắc cỡ. Ờ sao vậy? Thôi lỡ anh hỏi em cũng trả lời luôn nha. À. Dạ kính thưa anh và kính thưa quý vị khán giả và toàn thể ban giám khảo. Kể từ khi ly dị 6 thằng chồng tới giờ em chưa có bồ. Trời ơi, cái tướng tôi mỏng le mỏng lét ốm nhơ ốm nhách gì mà 6 đời chồng rồi. Dạ xin lỗi anh à, hên cho anh không rớt vô đời thứ 7 à. Anh mà rớt vô đời thứ 7 giỏi anh guarantee anh 2 ngày. À, cảm ơn cô. Vậy mấy người chồng của cô giờ còn sống không hay là nhắm mắt qua đời hết rồi? Dạ cũng còn. À, ở đâu rồi cô? Trong ban nhạc này có 2 thằng này mà cưới 3 lần lận. Ủa sao kỳ vậy? Dù mà 2 thằng mà 3 lần là sao? Hồi đó em ưng thằng Quýnh Trống. Rồi em bị Quýnh Trống dụ xong cái tới hồi cái em ưng được đâu vài tháng cái em thấy buồn quá à. Cái em bỏ Quýnh Trống cái buông Quýnh Đờn có 2 ngày anh ơi, trời ơi, nó bỏ nó đi tập nhạc buồn muốn chết vậy. Cái em buông lại em bỏ em quơ thằng Quýnh Trống lại. Nó 2 thằng mà 3 lần. Hay quá. Xin cô cho biết là nếu như mà sau này cô nghĩ cô lập gia đình nữa thì cái người tình ở trong mặt của cô, cái người chồng ở trong mặt của cô, cái mẫu người đàn ông sẽ như thế nào? Dạ kính thưa anh, dạ kính thưa quý vị, thật sự ra nghe có chồng sao bây giờ em ngán tới cần cổ. Nhưng mà nếu mà ơn trên cho em vớt được vài thằng nữa đó nha thì em không dám mơ ước gì cao sang, bởi vì đời em đã quá nhiều lỡ làng. Em không dám mơ ước chồng em phải giàu sang, miễn có nhiều tiền cho em đi quýnh bài là đủ rồi. Vậy có cần phải đẹp trai giống như tài tử Hồng Kông không cô? Dạ không cần đâu anh ơi, trời ơi, nó đẹp trai nó đẻo lắm. Ừ vậy hả? Em không cần chồng em phải đẹp trai như tài tử Hồng Kông, phải đẹp trai như tài tử Hollywood nó mới chịu. Ờ vậy ở Úc này tôi có thấy người cũng hợp với cô á. Ai vậy anh? Ông Bầu Thuần á. Ông đứng kia kìa. Thôi, ông đó em sợ. À cô ơi, bây giờ là phần thi cuối cùng của cô, là xin cô hãy tự trình diễn cái phần năng khiếu đặc biệt của cô để cho ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả chấm điểm cho cô. Dạ thưa anh, để thi phần năng khiếu của anh cho em hát nha anh. Cô hát hay cô hát bài gì cô? Trời ơi hay lắm mà, em hát một làn điệu dân ca Nam Bộ, làn điệu được mang tên Lý Chiêu Chiêu. Của dân ca Nam Bộ nhiều bài lắm, đâu có bài gì mà Lý Chiêu Chiêu. Dạ có anh, trời ơi bài Lý Chiêu Chiêu có mà. Mà Lý Chiêu Chiêu là bài gì? Trời ơi mặt trời lặn cây chiều đó cha nội. Nói nghe nổi sải à. Mà Lý Chiêu Chiêu mà nói Lý Chiêu Chiêu, Lý Chiêu Chiêu ai biết là gì? Thằng bạn gái tao cho người ta yếu điệu chút xíu chứ. Yếu điệu đi, yếu điệu đi. Mình đó nè. À bắt đầu hát đi. Hát phải không? Yếu điệu lại. Trước khi hát em dặn ban nhạc chút xíu. Mấy anh ban nhạc, em không phải ca sĩ chuyên nghiệp làm mà ơn đờn theo em, chứ em hát em không bao giờ theo đờn. Ai canh đèn này làm ơn chớp chớp xanh xanh đỏ đỏ cho em mừng, còn ai xịt khói làm ơn đừng xịt, em ho em hát không có được. Giờ em hát nha Lý Chiều Chiều, ban nhạc vô. Trời ơi, làm mất hứng quá. Em hát lời nha. Chiều 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 quả nói với chiều ở
trong đám bắp có nhiều gà con. Chiều chiều ra đứng tay lầu tay, tay lầu tay, thấy anh tan tình mà len len tươi cây tươi. Khoan. Đường hát làm gì vậy? Không, cái bài này, cái bài Lý Chiều Chiều này tôi thuộc lòng mà. Cái bài này là hát trong lúc thi là không có được đổi lời của người ta. Nổi sải không? Trời ơi, xin lỗi, anh hát nhạc phải cho người ta tùy hát tùy hứng người ta chứ. Anh hát tùy hứng gì, như cái bài này, cái bài Lý Chiều Chiều có nghĩa là chiều chiều ra đứng tay lầu tay, thấy anh tan tình gánh nước, gánh nước tưới cây ngô đồng. Tôi gánh nước tưới cây ngô đồng thôi chứ làm gì lén lén tưới cây ngô đồng. Trời ơi, bởi vậy em mới nói anh là hát tùy hứng tùy hoàn cảnh. Hát mà hoàn cảnh gì nữa? Sao không, xin lỗi anh bước vô cái đám ma anh hát, người dám hát bài Let Do The Samba không, chổi trà nó đưa anh ra. Trời đất ơi. Không, tôi nói cho anh nghe vậy nè, tôi hiểu cái ý của anh là anh không hiểu cái ý của tôi. Là tại vì ở chỗ quê em nó hát phải len lén, không len lén công an nó bắt nó phạt thấy mẹ à. Ủa, hát thôi chứ tưới cây chứ làm gì len lén là sao? Không phải, giờ cho phép nói không, em nói liền á. Tôi nói tôi nghe coi. Nếu mà cho phép em nói nha, quý vị có cho không? Đó, quý vị cho nha, hú hồn. Chứ không cha này nói em hát bậy. Bởi vì trong xóm em á, xung quanh xóm á, chỗ nào nó cũng đề cái bảng cấm đi tiểu hết trơn hết trời á. Mà mỗi lần mấy cha nhậu xỉn về đâu có để ý gì đâu. Không len lén cái xỉa, cái 50 ngàn, xỉa cái 50 ngàn à. Bởi vì hát vậy cho mấy cha nhớ, khỏi bị phạt. À, cảm ơn cô. Cảm ơn. Chứ không cha này hiểu lầm em, tội em. À, phần thi của cô chấm dứt, mời quý vị cho cô này tràng pháo tay tiễn biệt. Trời ơi, muốn đứng nói nữa à. Vô nha, chào. Nhớ cho điểm, nhớ cho điểm nha. Quý vị chấm cô này không quý vị? Chấm không quý vị? Chấm không? Anh nữa hả? Sao anh? Anh thấy cô này được hơn cô kia không anh? Cô này cũng được, cô kia cũng được. Cái cô nào cũng chấm hết trơn vậy? Tại vì cô nào cũng đẹp quá em. Tôi nói nghe anh chấm chơi chơi thôi nha. Anh đừng có chấm. Anh chấm rồi cái anh kết tối nay cái anh vớt về nhà đi. Anh vớt về nhà cái sáng mai anh đi chặn hãng gì nè. Anh không thấy à, kinh nghiệm mấy ông quýnh trống rồi thấy không? Ông quýnh trống bị vớt 2 lần á, giờ quýnh đâu có quýnh đứng được đâu, ngồi quýnh không à. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, để liên tục chương trình, Vân Sơn xin giới thiệu đến quý vị cô thí sinh cuối cùng của trong cuộc thi chung kết ngày hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cô thí sinh hoa hậu đại diện cho miền Trung nước Việt của chúng ta. Kính thưa quý vị, cô được mang tên Trong Tầng Tôn Nữ Bành Thị Lộ Liễu. Cô Lộ Liễu năm nay vừa tròn 20 tuổi, cao 1m65, nặng 38kg giác chưa trừ bì. Tuy là cô có một thân thể mảnh mai, nhưng cô Lộ Liễu đã có một nét đẹp mang rợ của thời tiền sử. Trước khi mời cô Lộ Liễu bước ra đây, chúng tôi xin được sơ lược tóm tắt về tiểu sử và cuộc đời tình ái của cô. Từ thuở thiếu thời, cô đã nổi tiếng là một người con gái lãng xẹt. Và không phải về lãng mạn. Có lẽ cô cầm tinh tuổi con ngựa lại sinh đúng vào giờ ngọ, cho nên cô rất thích đá dò lại. Cô đã lần lượt cặp bồ với tất cả các chàng thanh niên ở trong quận của cô. Rồi từ đó cô đã rút tỉa kinh nghiệm nên đã tự đứng ra làm business. Business của cô đã rất thành công, càng ngày càng phát triển và được dân chơi ủng hộ nhiệt liệt. Bước vào cơ sở làm ăn của cô, chúng ta có thể gặp đủ hạng người từ thượng vàng đến hạ cám. Kính thưa quý vị, trên quả địa cầu này có những sức dân, da trắng, da đen, da vàng, da đỏ. Nhưng khách hàng của cô đặc biệt là người da xanh. Các nhà văn thường gọi họ bằng mỹ danh là tiên ông. Có người bình dân thì gọi họ là dân ghiền, tức là những người ghiền áp hiện. Và cũng từ đó cô đã lên chức chủ. Kính thưa quý vị,
Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị một tràng pháo tay đặc biệt để đón mừng cô thí sinh Hoa hậu đại diện cho miền Trung. Đầu tiên mời cô gửi một lời chào thân ái đến ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Dạ, trước tiên em xin kính chào quý vị khán giả và toàn thể bon giống khổ. Tiếng nói dễ thương quá như chim hót vậy hả quý vị? Kính thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên dành cho cô là trong cuộc sống điều gì làm cho cô yêu thích nhất và điều gì làm cho cô ghét nhất? Dạ, thưa anh Trang, cuộc sống điều mà làm cho em yêu thích nhất là em yêu thích tất cả những người đàn ông nào sẵn sàng bỏ tiền ra cho em ăn sờ. Vậy còn điều làm cho cô ghét nhất là gì? Dạ, điều làm cho em ghét nhất là vợ của mấy anh cho anh đó. Dễ thương ghê. Kính thưa quý vị, vậy thì câu hỏi kế tiếp dành cho cô là ngoài tình yêu thương con người ra thì cái loài động vật nào đã làm cho cô yêu thương nhất? Dạ thưa anh, cái loài động vật mà làm cho em yêu thương nhất đó là con cháu. Không, hỏi là cô thích nhất là cái con gì, nhưng phải là hỏi là cô thích nhất ăn món gì mà cô trả lời là ăn cháo. Dạ không, anh nói con cháu mà. Không phải, con gì chứ không phải là ăn gì mà cháo. Thôi mày có con cháu là con mà sủa gao gao nó giữ nhòa đó má ơi mày, không ghê nè. Lòng bực mình, xin lỗi. Con chó, xin lỗi cô. Có lẽ là tại vì chó là một loài động vật rất là thông minh và cũng rất gần gũi con người cho nên cô yêu thương nó, có phải không cô? Dạ không anh, ngoài sự yêu thương và gần gũi con người ra thì chó ăn rất là ngon. Cô biết ăn thịt chó nữa hả? Trời ơi, chơi xỏ lón luôn á. Vậy hả? Sao vậy cô? Em nói cho anh nghe, ông bà người ta có câu như ri này, sống trên đời mà không ăn miếng dầu chó chát xuống ăn khủ không có mà ăn. Rồi ăn thịt chó là phải có nghệ thuật đoàn hoàng nghe. Trời mưa thì ăn chó tráng, mà trời nắng thì ăn chó vòn. Còn em mưa nén lòn tròn mà tráng đen em lồn rối. Vậy là con nào cô không ăn được hết trơn hả? Dạ không, có con ăn được, có con không ăn được. Ủa con nào không được cô? Dạ con mua lồng thịt rồi mới dám ăn, chứ con muốn đương dẫn đi ngoài đường ăn kén cháy. Cô cũng còn thông minh quá. Cảm ơn cô. Vậy thì nếu như mà trúng tuyển giải hoa hậu đợt này, cô sẽ dùng cái số tiền thưởng để cô làm điều gì? Dạ thưa anh, rút kinh nghiệm mà em đi coi mấy lần trước mà mấy cô hoa hậu kia thi đó, thì em rút kinh nghiệm được là mấy cô kia thì hứa là nếu mà đậu dở đó thì sẽ dùng cái số tiền thưởng của mình cho trẻ mồ côi. Còn riêng bản thân của em đã xoay gia đình từ năm 13 tuổi, bản thân em là mồ côi rồi, thành thử ra em lãnh tiền em mang mình, em không cho ơ hay. Cảm ơn cô. Và bước vào phần thi cuối cùng của cô là xin cô hãy tự chọn một năng khiếu đặc biệt của mình để trình diễn cho ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả chấm điểm cho cô. Trời ơi, tưởng cái chi chứ năng khiếu thì em quá trời là năng khiếu luôn. Ủa? Nhưng mà thôi trừ hót sơ sơ cho anh nghe thôi. Cô hát hả? Em xin trình bày cái năng khiếu của em bằng một bừa hót. Cô hát bài gì thưa cô? Dạ thưa anh, nãy trừ cũng hót dân ca trừ em chơi tân nhọt. À, cô chơi tân nhạc mà cô hát bài gì? Dạ kính thưa anh, em sẽ trình bày một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc phẩm được mang tên Lâu Đời Tình Ớ. Tôi nhớ là nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đâu có đặt cái bài hát tàu nào đâu mà cái tên nghe lạ vậy. Dạ không có anh, bờ đi nhạc Việt Nam Lâu Đời Tình Ớ có mà anh. Nó có cái bài gì, cái tựa gì kỳ vậy cô? Trời ơi mày, có cái bờ Lâu Đời Tình Ớ của ông Trần Thiện Thanh là cái bờ mà ta 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 ta. Đó, bờ đó đó. Bài hát Lâu Đài Tình Ái thưa quý vị. Dạ mời quý vị cho cô nàng tràn pháo tay ủng hộ cô hát. Cảm ơn quý vị. À, nhưng mà anh ơi, hồi nãy chị ơi cũng hát đơn coi, chị em muốn sao coi à. Thì cô hát xong ca cô hát với ai? Dạ anh. Ôi,
hát với tôi hả? Ừ. Cô hát với tôi rồi lỡ rồi cô trúng giải rồi cô có chia cái tiền thưởng cho tôi không vậy? Trời ơi anh ơi, nói chi tiền thưởng, xin lỗi anh, nếu mà em trúng giải tiền thưởng em sẽ sòn cho anh và em sẽ dâng hiến nguyên cả cuộc đời em cho anh. Cái tiền thưởng còn lấy với cuộc đời cô phải suy nghĩ lại. Cảm ơn cô, bây giờ tôi sẽ giúp cô hát xong ca với cô bài này. Trời lâu đời tình nữa. Nhọt vô giùm em đi anh. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ đem hoa kết thành cái lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hốc trên cái lòng tắm, đợi một lần mà không gian đổi mới, đón hờ đưa chúng ta mòa thôi. Anh ơi cái lâu đời tình ở đâu, chắc không có tranh mà trăng do mô, anh đưa em vô bèn tiếng hót, chứ chát đôi cánh nhung mà thiên thần. Anh ơi cái lâu đời tình ở đâu, xóm trăm ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngọn nam hoa còn vắng vương đôi hồng bông ấy lậu qua. Tinh tú trời cao làm dương niềm sáng, thay lễ đăng quang vũ trụ lên đèn, hoàng hậu về ngôi cao quyền quý. Tới cô kìa. Ô đẹp nụ cười quân dương vừa ý, thì lâu đời ngoan tay mà tình ơ, đón hờ đưa chúng ta mà xuống đi mẹ, cái đít nhọn quốc cắn đau quá. Dạ cảm ơn quý vị, phần trình diễn của Vân Sơn vừa lên đến đây chấm dứt. Xin được ngay kính chào tất cả quý vị. Đêm nay tôi ngoảnh mặt lại, trông về biên cương nhớ bọn mình dằm đứa yêu nhau hơn cả tình nhân. Bây giờ có còn hay mỗi người.